xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với một video tiếp theo của Nét Chợ. Hôm nay mình đã có mặt ở tại một huyện nhân quyền của tỉnh Kiên Giang, hay ở đây người ta còn có tên thì gọi là chợ ma. Vậy hôm nay mình xin mời quý vị và các bạn cùng tham quan nha. Ở phía đầu chợ có chị bán xôi mặn nè. Chị bán ở đây được lâu chưa chị? Nhà mình nó gần đây luôn hả chị? Dạ. Ở cái đường này là chạy thẳng luôn là mình sẽ đi đâu hả chị? Dạ, chị nhìn lại. Chị bán hộp đây nhiêu chị? Hộp 10.000 anh. Quá trời, hộp 10.000 nó rẻ. Thôi em cảm ơn nha. Hôm nay mình đi đây thì có bạn này là bạn bạn Tâm. Bạn Tâm là cũng là một em trai ở em ở Dung Kiền luôn đúng không? Ở Dung Kiền đó. Ở đây là em trai Tâm ở Dung Kiền. Dạ, xin mời quý vị và các bạn cùng mình đi xem ở đây mua bán như thế nào nha. Chợ đây có cái tên độc lạ, nó gọi là chợ ma. Wow. Cái này lương này chắc người ta đặt ấy quá Tâm. Đặt là lú đực dớn rồi đó ha. Còn phía bên này bên dưới sông này là một cái bờ sông để người ta ghe hàng rồi đậu nè. Cái đó khóm. Cô đi chợ hả cô? Hay là cô là ở bên ghe này cô? Dạ dạ. Cô mình ở đâu lại đây lần cô? Bên ngàn là đâu cô? À dạ. Ờ, hai chó cưng quá ha. Cô ghé để bán đồ cái gì cô? À, đồng lô tô là của cô hả? Dạ. Mấy nay hát được không cô? Đây vô mùa lúa hả cô ha? Mùa lúa này hát được. Dạ. Rồi con cảm ơn cô, con đi ha. Đây là những cái chiếc ghe của đoàn lô tô này quý vị và các bạn, các đồ trò chơi rồi đó. Đây ta mới cho rất là dễ thương. Sủa gì mày? Không dễ thương chút nào. Dễ thương mà. Không sủa nè. Hình như nó hiểu tiếng Anh đó. Ở đây hiện tại có một đoàn lô tô nè quý vị và các bạn. Ở miền Tây thì các lô tô hội chợ này là sẽ rất là đông. Có các trò chơi ném bóng rồi nè. Tâm có từng chơi này lần nào chưa? Chơi nhỏ có chơi. Thằng nhỏ như ai cũng chơi này ha. Cái đây là sạp kêu lô tô này quý vị và các bạn. Đó, có nhà banh nữa. Đây là chợ Nhà Lồng, chợ. Cái này chục bọ nè. Chợ hôm nay sao mà thấy vắng quá ta? Ừ. Chắc giờ này chắc mở rồi chứ vậy gì không? Để mình kiếm người ta mình hỏi coi tại sao đi kêu là cái chợ ma ha. Chắc có khi nào vắng quá nên kêu chợ ma. À, bên đây có một chị bán bánh mì nè. Chị bán bánh mì thịt. Chị em quay cái nha chị. Đây chị bán bánh mì thịt. Quá trời mình thịt ngon. Mình đây bán một ổ như chị. Ủa chị mà sao mình ở đây lại kêu cái chợ này là chợ ma chị? Đó chợ này với chị không à? Là nghĩa địa hả chị? Dạ. À, ra hồi đó là ở đây là một cái nghĩa địa đó quý vị và các bạn, nên gọi là một cái chợ ma. Chợ này cách đường tỉnh 963 khoảng hơn 5 cây số, 5 km, và nằm cặp một con sông. Trong này nó giống như một khu dân cư Tâm ha, nên nó là khu dân cư. Đi mình đi dài dài vô bên trong cho đi. Mình cũng ê phía đó bán đồ phía bên trong kìa. Ngồi đó làm cái gì á, chứ xin số điện thoại ai cho? Đây là xung quanh chợ Nhà Lồng. Ở đây bán thấy cũng chậm rãi quá ha. Cái này khu dân cư, giống như cái khu dân cư ở chỗ chậm chạy chậm chạy á. Đây có một tiệm thuốc.
mình hai anh em mình đi vòng vòng sẽ kiếm một cái gì đó ăn trong này để coi xem bây giờ ở đây có cái gì đặc biệt. Chuyện vàng đói bụng chưa? Thì mình đi vòng vòng chút đi. Đây bán bún cháo, chị đang cháo. Ở trong này thấy tê quầy thì quầy thuốc tây nhiều quá ta. Đây bán thức ăn gia súc thú y. Dạ chả hả cô? Này là mình đi ra phía sau chợ luôn rồi nè Tông. À chợ này học ở bên ngoài luôn. Quá wow, cái hội chợ gì đông quá vậy? Ok ha, cho ngoài trên đằng trước một cái bên trong này lại có một cái nữa. Đây còn phía bên này chị bán bánh kẹp. Bánh kẹp cái như chị? Cái như chị? Ba cái 10.000 hai, rồi lấy em ba cái đi. Rồi được quay vòng vòng luôn. Bên này là chị bán bánh phải mì. Nhà mình gần đây không chị? Dạ chị bán ở đây là được lâu chưa? 3-4 năm rồi. Mà chợ mình sao gọi là chợ ma chị? À, lúc trước đó đây là nghĩa địa. Một cái nghĩa địa. Wow, ghê vậy. Rồi đầu ta mới khai phá ra. Dạ. Khai phá rồi mới kêu nó là chợ ma. Dạ. Chợ mình đây thường hợp là mấy giờ hay chị ha? 2:30-3 giờ. 2:30 sáng rồi hả? Ờ. Trời ơi. Rồi tới mấy giờ là hết chị? 8:30 tan hết trơn. Vậy là bữa nay em đến đây vậy là cũng khá trễ rồi. Wow, vậy là 2 giờ mấy là họp rồi. 2 giờ mấy thường thường ở đây bán cái gì chị? 2 giờ mấy ở đây là mấy kệ thịt nó lại nè, rồi mấy người dọn bán đồ, bán rau nè, mấy người ta lại dọn đồ ra ta bán. Dạ. Với cần cá, cần lươn rồi với xong. Wow, vậy thịt là thì bên kia nó đem theo lại nó chặt, nó phân ra. Rồi uống vậy ta, vậy là đi trễ quá rồi. Em sợ đi trễ em tranh thủ đi sớm rồi chứ còn trễ nữa. Đây là bánh kẹp này quý vị các bạn, chị bán một cái 10.000. Đúng rồi, chắc vì lý do đó cũng là một cái chợ ma. Một cái này mình đổ trong bao lâu hả chị? Mình ở đây là thuộc xã Ngọc Thành mà đúng không? Đúng rồi, xã Ngọc Thành cũng đó, mà chợ Ngánh Anh cũng đó, mà chợ ma cũng đó luôn. Chợ ma là tên dân gian ha. Ờ, tên anh. Cái này mình để trong bao lâu chị? 9-2 bề luôn. Mình đâu còn đổ thêm bề nào nữa đâu không chị? Mình. À, cái này mà gói với xôi là ngon lắm ha. Bà trẻ luôn. Còn phía bên này thì có bà bán xôi. Bên đây thì bánh cam. Dạ. Bánh cam, bánh này là bánh còng phải không? Dạ. Đây là bánh cà bắp. Bánh dừa, bánh cà bắp, bánh ấu, bánh tiêu. Tiêu. Còn bên kia là chị bán mắm ba khía. Nó bán được không chị? Dạ. Mắm này mình tự làm nhà luôn hả chị? Dạ. Còn bên kia là khóm. Ê chợ đi tính ra hợp sớm quá chứ. Mình vậy là mình đi trễ. Ở đây quý vị và các bạn, mấy chị chia sẻ là khoảng 2:30 sáng là bắt đầu họp chợ rồi đó. Ở phía bên đây sau chợ này quý vị và các bạn, giống như là một cái khu dân cư đó, rồi cái chợ là họp nhóm ở giữa. Thế mấy chị chia sẻ là khoảng 2:30, 3:00 sáng là ở cái khu này rất là đông. Người ta sẽ đem thịt, cá rồi với rau lại đó, người ta sẽ chia đi các chỗ người ta bán. Còn phía như bờ sông hồi nãy mình đứng đó là người ta sẽ đem lươn rồi lên bán luôn. Tâm biết cái này không Tâm? Hả? Ê, đâu rồi? Dư mô, cái này là của đồng bào dân tộc Khmer nè, đúng không cô? Hả? Cái này là của dân tộc Khmer nhiều lắm này, đúng không cô? Ở đây Khmer nhiều lắm. Dạ. Này em tự làm bán. Cái này mình bán nó như sao chị? 2 chén 5 ngàn. À, vậy lấy em 2 chén đi. Để về chút ăn cơm. Cái này mua được, cái này ngon, cái này cho mong chứ. Này đến tới trưa được mà phải không chị? Được em. Tại em đi vòng vòng rồi. Ủa anh đâu mà đi quay rồi?
Dạ em hết giá. Giá hả? Dạ. Dạ chị ở gần đây luôn hả? Gần em gần đây. Sáng mấy giờ là chị lên đây bán? Cái này 5 giờ là em lên đây bán à. Dạ. Quá trời có tỏi nữa nè. Ờ tỏi ớt rồi đó, mua ngọt. Thử miếng được không? Được ăn đi. Dạ thử mẹ thấm thôi. Đây là một miếng dưa môn nè quý vị và các bạn. Chua chua ngọt ngọt ăn sướng. Ăn ngọt nướng thì anh về có được thêm. Ngon quá. Ở đây có chị bán bánh mì nè. Bánh mì cá chả. Mình một ổ bánh mì cá chả mình đây nhiêu chị? Coi em bé nè, nhà con ở đâu vậy bé? Hả? Nhà con ở đâu? Hả? Nhà con ở đâu? Ngại hả? Quá trời cái tay cưng ấy. Dạ. Nhà nó gần đây quá. Ê dê đó con, rồi đi. Ở đây thì bên này bán bắp. Rau này đây, đây là rau má, rau má hả bà ha? Rau má. Dạ, rau má với rau rau cần. Còn bên kia là tía tô. Còn bên đó là bán trái cây. Cái này là mình mua đồ lại của người ta hả chị? Cân bên đó chị bán luôn đồ tươi nữa. Dạ thưa tớ anh. Đi đi vòng vòng cái đi. Phía bên trong đó là chợ Nhà Lồng đó. Chợ Nhà Lồng này nó không có làm một cái nhà bự ha. Còn bên này quá trời chỗ ném bóng. Ở đằng trước một đoàn lô tô, đây cũng một đoàn lô tô. Đúng rồi, cái dưa leo này chắc là của cô trồng nhà quá. Dưa leo không? Cái này dưa leo trồng nhà luôn hả cô? Trồng nhà. Dạ, ký mình bán giờ được nhiêu rồi cô? À, có khấm từng khấm vậy đó con. Dạ. Đây nè, cái trái này là nãy tôi lấy dao, lấy cái trái kia nữa tôi lấy dao con ngọt, không có gì đâu. Nó nhỏ thôi. Còn phía bên này thì bán các loại phở khô, hủ tiếu, con nuôi, bánh đa. Cái này là rau củ nè phải không cô? Dạ. Đây là rau cù nèo nè quý vị và các bạn. Rau cù nèo lá. Nhìn sao nó khác cái lá rau. À, tai tượng, rau tai tượng. À. Còn cái này là rau rau tập tàn hả cô ha? Đây là rau tập tàn nè quý vị và các bạn. Cái này là rau bùn ngót. Cái này là rau dền. Đúng không? Rau xâm gì đó. Xâm đất quá. Thì không thấy cây gan heo hả cô ha? Gan heo có mà tháng này nó già quá. Già hả cô? Dạ. Sáng là mấy giờ là cô lại đây cô bán rồi cô? 4:30. Wow, cô đi sớm rồi nha. 5 giờ cũng chừng. Chợ mình ở đây mấy chị kia nói họp sớm lắm hả cô ha? Hả? Chị mấy chị ở đầu ngoài nó chợ ở đây tối họp sớm lắm hả cô ha? Sáng là 4:30 đi chợ là có đồ mua về gặp rồi. À cũng hay ha. Còn mình đó là dưa hấu. Dạ con quay con đang YouTube. Đây cô có bán dừa, nó dừa khô. Dừa khô bên đây mình bán thì trái ha cô ha. Dạ nó có lấy vòng vòng chút cô ơi. Còn phía bên này thì cũng bán rau. Quá trời đồ là rau này, rau đúng là rau má đồng nè nè ha. Rau má đồng quý vị và các bạn là nó không có bự đâu, lá nó nhỏ vậy thôi. Còn rau đó là rau, tao biết rau đó rau gì không?
Cái trời ơi, không biết hả, con đấy có dừa đó. Ờ, có dừa này là dùng để chấm với mắm món kho á. Không ai biết ăn mà ngứa lắm. Đúng rồi, không ai biết ăn là nó ngứa ngứa cổ. Qua bên kia bắp. Giờ này sáng mà nếu như mình đi sớm chắc đông lắm mà ta. Còn bên đây chú nó bán cũng bán dưa leo. Đây mình qua bên kia chợ cá đi. Hình như bên đây là bán chợ cá hay gì nè. Ồ, khoai lang nè. Cái này phải ngọt hả cô? À, khoai ngọt, khoai củ nó ngọt hả? Phải môn mấy chị đi thì kêu là phải cao. Cái đó phải ngọt á. Cái đó bí. Đi qua bên cá coi. Anh bán thịt gà. Này bán được không anh? Dạ. Đi sáng ơi, sớm lắm anh ha. Dạ, em tưởng anh đi em sáng tranh thủ đi sớm đó gì mà còn trễ nữa. Bây giờ đúng là kêu là chợ ma ha. À, em đi vòng vòng chút anh ơi. Cái này cá cái giò. Ồ, cá này đây chị. Chị để oxy luôn, nó còn sống luôn nè ha. Còn bên kia là cá chạch. Cá chạch này là cá chạch lấu. Thôi cá chạch quế. Biết sao cá chạch quế? Chạch quế là nó có cái hai con gâu dưới. Không, cá chạch lấu là nó bông 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 không à, kêu cá chạch lấu. Này, em để dưới này nè quý vị các bạn, là nó sẽ có một cái cọng gâu với cái mỏ đó. Ở trong này mới có đặc sản nè. Đâu anh? Lươn Dung Yến. Dạ. Đây, anh giới thiệu đây là đặc sản, đây là lươn. Lươn này mình cân lại của người ta luôn hả anh? Dạ. Còn đây là ếch. Ở đây là đòn lô tô. Lô tô này chắc không chơi bằng lô tô trước đâu. Đi mình đi vòng qua anh kia đi. Giờ này thấy thưa bớt rồi ha. Nếu như mà mình đi ở đây thì mình phải đi là sáng sớm. Như anh bán mới đây anh bán được miếng gà mất tiêu rồi. Này chắc 5 giờ tới đây là ta còn. Ở 5 giờ chắc 5 giờ còn. Wow, cá lóc. Cá lóc quá bự luôn. Yeah. Cá lóc này cá lóc nhà mình luôn hả cô hay cô căng lại? Dạ, nhà cô gần đây không cô? Dạ, rồi con cảm ơn cô. Ê, rau này rau ấy nè, rau biết rau gì không? Nhãn lồng. Cô. Đúng không? Đúng rồi, rau này rau nhãn lồng. Đúng đúng là rau đồng luôn đó. Cái này mình bán sao cô? Bà. 1 gram 2.000 hả chú ơi? Ô, có 100 gram có 2.000 à? Ừ. Dễ vậy bà. Vậy bà lấy con 100 gram đi. Con mớ này nhiêu bà là cân con hết mớ này luôn đi. Đây hả? Bán cho chú 5.000 thôi. 5.000 ha. Ừ. Dạ. Mua cho bà gì sớm? Ôi 6.000 bán 6.000. Ở đây bán đồ tươi. Quá trời gạo đồng luôn. Làm mấy cái đó có gì rồi không? Chắc không biết rồi. Yeah. Đây là rau ngổ. Sáng hay sáng uống cà phê đã hay anh ha. Dạ mình đây là sáng hợp sớm ha anh ha. Nãy mấy cô kia nói em đi vô giờ này đi trễ rồi. Dạ phải biết gì. Mấy giờ nay ha. Em thích đi mấy chợ quê mà đi chợ quê phải đi sớm. Cái này là anh phải nói là chợ ma. Chợ ma. Dạ. Cả năm chợ ma. Nãy cũng nghe mấy cô kia nói chợ ma, nó nghe tên hết hồn. Chắc vì lý do đó mà có cái tên chợ ma. Đây cô chị bán rau cà phê xanh. Nói em đi vòng vòng chút nha.
Ông quay ngay tôi lên một cái là cái video ông là kể như là nó nổi luôn á. Chịu 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 view không? Chịu view không? Chịu view luôn á. Tại vì tôi là nổi tiếng từ lâu rồi. Không biết ca sĩ Ngô Quốc Linh không? Biết. Chết Ngô rồi. Ngô Quốc Linh với tôi là hai anh em ruột. Ngô Quốc Linh có nghệ sĩ Ngô Quốc Linh mất rồi. Ngô Linh chết mẹ rồi. Vậy là lộn rồi. Mất rồi. Hồi đó tôi với nó thi đó là tôi giảng vậy. Nói vậy nhất. Tại vì trong cuộc thi đó có hai người đúng không? Có hai người gà, mà đều thi ở trong cánh gà chứ không phải thi ở ngoài. Thi ở ngoài đá chật. Vậy là chuyến này là tôi nổi tiếng luôn rồi đó. Tôi là Ngô Quốc Linh. Anh tên Linh hả? Dạ. Anh tên Linh hả? Linh đúng rồi. Ngô Quốc Linh, Quốc Linh. À bởi vì chắc ta lộn Ninh với Linh đó ha. Ninh với Linh đó. Bởi vì chuyến này là no cho tôi rồi. Bỏ cái nghề bán tỏi bán tiêu luôn bà con. Cái thằng bạn thi giải nhất nó chết rồi mình nổi lên giải nhất. Thì đúng rồi, có hai người thì mình phải lên rồi. Nay bán được không anh? Rồi cũng được anh ơi. Cái này học é hả? Học é đó. É tiêu. Em là bán toàn là đặc sản không à. Đặc sản từ bên Trung Quốc mà bán qua tới Việt Nam. Bán qua tới Trung Quốc luôn. Trung Quốc đâu đâu Trung Quốc là cái nào đâu? Tỏi này là tỏi Sơn Đông của Trung Quốc anh. À. Thấy không? Hàng đặc sản Trung Quốc. Đây là tỏi Sơn Đông. Dạ. Cái thứ hai là củ hành Vĩnh Châu. Vĩnh Châu. Đây là củ hành tròn tròn là củ hành Vĩnh Châu. Kế một bên là củ hành Bắc gọi là hành tím Phan Giang. Phan Giang. Đặc sản của Phan Giang. Rồi. Em chuyển từ từ cho anh nghe nè. Rồi. Kế bên đó là bánh chén Tây Ninh. Bánh chén Tây Ninh rồi. Bánh chén chả bàng Tây Ninh. Đúng, đúng rồi nè, có Tây Ninh ở ngoài này đặc dạ, sản Tây Ninh. Thiệt à. Em bán hàng đặc sản không à. Rồi tiếp theo. Kế bên đây là muối sấy Ngọc Yến. Nó cũng là muối sấy là Tây Ninh luôn. Tất nhiên là nó là vua muối của Việt Nam. Hồi nó chắc cái công ty này phải trả tiền quảng cáo cho hai anh em dạ, mình quá. Đúng rồi. Muối này là em là đại lý độc quyền ở tỉnh Kiên Giang, muối sấy Ngọc Yến nè. Cơ sở này nó sản xuất ra đó em nói với anh là một ngày 12 tấn muối, có nhập qua nước ngoài luôn. Ngoài tấn muối luôn. Mạng anh gõ vô muối sấy Ngọc Yến là anh biết liền à. Ha. Em quảng cáo từ từ Hà Nội mà chuyển cho tới đây. Dạ. Chuyển cho tới Hà Nội đây nè. Ủa sao sao không đi Hà Nội hết luôn mà đi trong rồi đi ra không, ngược ra lại. Giới thiệu nó từng giai đoạn, từng mặt hàng với nó lộn xộn vậy nè. Dạ. Cho người ta nghe người ta khó hiểu luôn. Cái này đó là trà xanh Tân Cương Thái Nguyên nè. Thái Nguyên. Nguyên là trà này sản xuất tại xã Tân Cương Thái Nguyên. À. À. Miền dạ. Miền núi rồi. Này không phải ở Hà Nội á. Trà này từ Hà Nội vô. À. Thấy không? Nãy giờ chưa giới thiệu qua cái này là hột é này xuất khẩu của tỉnh An Giang. An Giang không mình có thương hiệu nhưng mà tại vì cái này là của An Giang. An Giang nó trồng hột é nhiều lắm. Còn cái này là tiêu đặc sản Phú Quốc anh. Đi tới Phú Quốc rồi ha. Dạ. Cái này cái thương hiệu này nó trên 30 năm. Đó tiêu Phú Quốc. Ủa này giống như nhà địa chỉ nhà tôi quá vậy trời. Dạ anh ở đâu? Hết Giá. Ờ phường Vĩnh Lợi, Thạch Giá. Đúng rồi đó. Nhưng mà hàng này hàng của Phú Quốc. À. Phú Quốc nhập về. Dạ. Ơi cơm dẹp cơm dẹp. À đây anh giới thiệu anh là cái này là em là đại lý độc quyền luôn ở trong tỉnh Kiên Giang. Độc quyền phân phối luôn phải không? Phân phối tất nhiên là em là chùm cốm ở Kiên Giang này luôn. Nó cơm dẹp anh ăn trong tỉnh Kiên Giang là điều của em. Chùm cốm luôn, món này là em chùm nên nó thiệt. Có nghĩa là trong Kiên Giang này có em bỏ là mạnh nhất, không có ai bỏ nhiều hơn hết trơn. Không ai mạnh hơn em hết trơn phải không? Dạ đúng rồi, cơm dẹp này đặc sản của Trà Vinh nha. Đó. Đặc sản Trà Vinh luôn. Rồi khô. Anh muốn quảng cáo tới món này phải không? Đây là tất nhiên là gông sụn nè, gông biển. À. Đó. Hàng này là hàng của Phan Giang Phan Thiết. Ủa đi ra tới ngoại nữa hả? Trời ơi. Em đáo từ Phú Quốc em bay, tại vì biết sao không? Tại thiên mà bay qua bay lại vậy đó cho chóng mặt chơi. Đó, hàng này là hàng người ta nuôi á. Anh ra mày Phan Giang Phan Thiết anh thấy đi, gọi là gông sụn. Gông sụn hả? Ờ, gông sụn đó, dạ. Gông đuôi tròn là nó đó. Ha. Ờ em đáo lại tới cái này cái nữa đây anh. Hàng này là Made in China nghe anh. Nó gì anh? Này là phổ tai Made in China. Hàng của Trung Quốc. Nói thiệt ở đây em có bán hàng của Trung Quốc hai loại đó là tỏi với cái thằng là phổ tai. Đó. Cái đó là cái gì? Này là mũ chôm anh. Mũ chôm cái này là ở trên rừng á. Ta trồng cũng có mà ở ngoài trồng cũng có nhưng mà địa chỉ nó đâu em không biết. Tại vì cái này hàng chôm. Chôm mẹ nó chứ không biết nó nằm đâu. Về bán đại nó gọi là mũ chôm. À, thì ra là mũ chôm. Ờ cái này là mũ chôm là hàng em chôm. Khi nào lấy mũ lộn mũ con sâu không? Không có anh, cái này có hay lộn nhiều khi lấy ra lộn mũ mít được rồi chứ. Chứ thì không có. Đó, là tổng quan em giới thiệu của gian hàng của em nè. Rồi bây giờ anh tên là anh Ninh đúng không? Dạ em là Ngô Quốc Ninh. Tất nhiên là anh em một thời với Ngô Quốc Linh. Nhưng mà nó chết rồi chứ này là em lên giải nhất. Ok. Ở đó hai thằng thi mà nó thiệt tình luôn đó chứ. Hát cái bài chuyện tình bên ao cá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Còn em hát cái bài cũng chuyện tình bên ao đó mà không thấy ông cá. Ông cá cha hả? Ông cá dồ.
đó bên không biết ao cá gì mà được giải nhất em bên ao cá cá cha. Quý vị và các bạn có đến chợ Ngã Năm hoặc là chợ Ma của xã Ngọc Thạnh phải không anh? Dạ đây là ấp Ngã Năm, xã Ngọc Thạnh, xã Ngọc Thạnh của Dòng Ghiền. Dạ. Thì ghé chỗ anh Ngô Quốc Ninh. Dạ. Mua đồ gia vị nêm nếm này anh bán rất là nhiều và anh cũng rất là vui tính. Dạ. Rồi nói chung là hàng này em đủ mặt hàng này em đều bỏ sỉ hết trơn anh. Bỏ sỉ toàn quốc. Ship toàn quốc luôn. Ship à? Dạ, mặt hàng này em cũng bỏ sỉ hết. Nhưng mà tại buổi sáng em ra chợ em bán em kiếm tiền mua 2 miếng tàu hũ. Chứ phải mua 2 miếng đất hả? Dạ, 2 miếng tàu hũ ăn thôi. Rồi vậy em cho số điện thoại của em cho anh biết luôn nha. Rồi. Ấy có ngại cho số điện thoại sợ khán giả anh ta điện hoài không? Hả? Không cứ điện thoại đi. Điện thoại em tắt luôn. Rồi số điện thoại liên hệ của em là 0358477322. Ai có nhu cầu mà làm đại lý á thì em sẽ phân phối lại. Đặc biệt là mặt hàng cốt dẹp trà Vinh. Có nghĩa là em sỉ số lượng lớn á. Muốn 5-10 tấn gì cũng có hết. Dạ, hàng này với hàng tiêu nè. Mặt hàng này là em sỉ số lượng lớn nè. À, nó với trà luôn. Trà này sỉ số lượng lớn luôn. Đây em lấy tận gốc luôn á. Anh lấy tận từ ngoài ngoại luôn. Ngoài ngoại vô luôn, tận gốc luôn. Còn muối sấy này thì lấy cũng tận lò luôn nha. Muối này lấy ở bên là tận lò muối luôn á. Nó không có qua trung gian. À, còn tỏi này nói chung em lấy qua cũng qua khoảng một hai trung gian rồi, tại nhập về công á. Công nó tới 30-40 tấn mà em lấy lại của ta chứ không phải em nhập nổi. Củ hành thì lấy tận gốc á, củ hành lấy Vĩnh Châu. Rồi, vậy chào tạm biệt anh nha, chúc anh mua may bán đất nha. Chào mấy cái mấy cô. Rồi. Nay đi chợ gặp anh quá vui tính luôn, đứng nói chuyện không hồi biết lâu luôn. Ở đây là cái trung tâm văn hóa thể thao của xã luôn nè quý vị các bạn. Ở bên đây là bán quá trời đồ tươi. Đây bán hủ qua. Giá đây bán giá quá chị ngon. À đây là giá kênh YouTube Nét Chợ chị. Dạ có gì cho bấm vô coi ủng hộ em nha. Cái hủ qua này mình cần là của người ta hay là của nhà mình chị? Dạ. Dạ giờ chuẩn bị về hả chị? Giờ chuẩn bị về chưa? Trong mình vô bên trong đó luôn hả cô? Ừ, có cái lô trong này nè. Dạ. Sáng rồi bán, chút cỡ 8 giờ rồi ta hết rồi. Dọn vô lô đó bán. Nhưng mà sáng họp sớm hả cô ha? Ở đây chợ này dọn sớm, cỡ 4 rưỡi là đông rồi. Chà, chắc cái đó nhộn nhịp lắm mà ta. Cũng như lúc mà có đèn chợ thắp sáng là vui đó, cũng như chợ Tết. Dạ. Cỡ 4 rưỡi là đông ta dọn chứ. Dạ, rồi con đi cô ơi. Còn phía bên đây cô bán bông súng nè. Wow, đây là bông đây là rau dừa bên đó xài với đậu gọng. Bên này cô bán mắm, bên này bán quần áo nè. Có mua quần áo gì không? Mua quần đó không? Còn bên này bắp. Bây giờ mình đi vòng bên kia nó là hết cái chợ luôn đó quý vị và các bạn. Đây là chồng em bán búa bán cưa, bán luôn mã tấu, anh mua cái nào? À, không? Giàu. Dạ đâu bán không cô? Bảo hành luôn ha, bảo hành luôn ha. Ở bên đó có nhau nhóc nó đi chợ nó ngồi đó rồi. Ở đây mà đi vô phía bên trong này là phía bên Minh Hồng có chợ Nhà Lồng nè quý vị và các bạn, vừa bán thịt. Nhưng mà bây giờ này là mình vô là các kệ thịt cũng mới dọn hết rồi. Mình đi cũng trễ rồi ha cô Tâm ha. Quá trễ. Nhưng mà dù sao cũng vẫn còn nhiều người khách. Khách ha. Đây thịt. Em đi tham quan. Nè bán được không chị? Được. Dạ. Dạ chợ mình buổi chiều là có bán luôn không chị? Hay là chỉ bán buổi sáng à? Gặp chủ yếu buổi sáng ha. Buổi chiều cũng có bán mà không có người mua. Ủa ngộ ta? Chắc như vậy là chủ yếu đi chợ sáng à? Chợ này chủ yếu buổi sáng à? Rồi. Rồi em cảm ơn.
Thế bây giờ hai đứa mình, anh em mình sẽ đi ra ngoài đó nữa là kết thúc một vòng chợ. Thôi bây giờ đến đây cũng có hết một vòng chợ rồi, hai anh em mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video clip tiếp theo. Quý vị và các bạn xem video thấy hay hãy bấm đăng ký kênh để đón xem những video clip mới nha. Xin chào. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn bấm đăng ký để theo dõi những video clip tiếp theo nhé.